Chắc hẳn người hâm mộ Manchester United đang rất vui sướng sau màn trình diễn tuyệt vời của Kobbie Mainoo trong màu áo tuyển Anh ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Thế nhưng sự vui sướng đó có lẽ sẽ nguôi bớt đi phần nào nếu họ nhìn vào lịch thi đấu của Man United sau khi trở lại với Premier League. Ba đối thủ mà đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ phải đối mặt lần lượt là Brentford, Chelsea và đại kình địch Liverpool. Đây đều là những đội bóng không hề dễ dàng để đánh bại một chút nào. Đặc biệt Quỷ Đỏ sẽ chơi tại Stamford Bridge vào ngày 5 tháng 4 gặp Chelsea. Nhưng sau đó chỉ 2 ngày vào ngày 7 tháng 4, họ phải trở về Old Trafford để tiếp đón Liverpool. Đó là một lịch trình không hề dễ chịu một chút nào, đặc biệt khi Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng nhất. Lịch thi đấu là điều đã được sắp xếp từ trước, thế nhưng lúc này Man United không biết trước được đó là liệu đội hình của họ có sẵn sàng cho những cuộc chiến sắp tới hay chưa. Cuộc khủng hoảng chấn thương của Erik ten Hag ảnh hưởng đến hàng thủ Manchester United đã tăng lên sau quãng thời gian tập trung đội tuyển vừa qua. Harry Maguire gặp vấn đề khi làm nhiệm vụ ở tuyển Anh. Bên cạnh đó còn là những Luke Shaw, Lisandro Martinez, Tyrone Malacia và Johnny Evans đang phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ngoài ra, vấn đề thể lực của Casemiro cũng là một điểm đáng lo ngại. Sẽ có một vài cái tên có thể sớm quay lại trong dịp này, thế nhưng chưa chắc họ đã có được phong độ tốt nhất và đảm bảo không bị tái phát chấn thương. Nhưng dù sao như vậy thì cũng đã là may mắn rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn, Man United sẽ phải vượt qua 3 trận đấu kế tiếp như thế nào đây? Nhiệm vụ của họ sẽ phải là tối ưu điểm số có được, thậm chí phải đạt được trọn vẹn 9 điểm trong 3 trận mới có cơ hội đuổi theo các đội trong top 4. Vậy trước hết hãy cùng tìm hiểu xem những đối thủ của đội bóng thành Manchester phải đối mặt đang chuẩn bị như thế nào. Cái tên đầu tiên mà Man United phải đụng độ ngay sau khi trở lại từ kỳ nghỉ là Brentford. Đây là đội bóng đã thua 4 trên 5 trận gần nhất và đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng đừng như vậy mà khinh thường họ. Hẳn những cổ động viên của Quỷ Đỏ vẫn chưa quên đi thất bại 0-4 trước chính Bầy Ong ở mùa giải năm ngoái. Bên cạnh đó, một màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Brentford tiến rất gần đến chiến thắng tại Old Trafford vào đầu mùa này, trước khi cú đúp muộn màng của Scott McTominay giúp Quỷ Đỏ lật ngược thế cờ. Thomas Frank hy vọng đội bóng của ông sẽ có được một bài học quý giá từ trận đấu đó khi Bầy Ong đón tiếp Manchester United đến với sân vận động G-Tech Community vào thứ bảy này. Một trong những điểm yếu của Quỷ Đỏ ở mùa giải này là hàng thủ. Không quá bất ngờ khi MU phải nhận trung bình 16,6 cú sút mỗi trận mùa này, chỉ đứng sau hai đội thuộc nhóm xuống hạng là Luton Town với 17 và Sheffield United với 17,7. Có thể lấy ví dụ trên ở những trận đấu gần nhất. Một cú đúp chóng vánh đã đưa Liverpool vừa lên dẫn trước giờ nghỉ ở trong trận đấu tại FA Cup, với hàng thủ Man United mắc một số sai lầm đáng tiếc. Hiện tại, tình hình chấn thương của Harry Maguire, cầu thủ chơi tốt nhất ở hàng thủ MU vẫn chưa rõ ràng, thì đó sẽ là cơ hội dành cho Ivan Toney, Joanne Vissa, Neil Maupay và Brian Mbeumo chấp lấy cơ hội của mình. Bên cạnh đó, hãy nhìn xem vị trọng tài bắt chính ở trận đấu này, đó chính là ông Simon Hooper, một trong những trọng tài tài tiếng bậc nhất Premier League hiện tại. Người hàng xóm Man City của MU chắc hẳn không ưa gì vị vua áo đen này, khi ông từng bè coi khiến The City mất bàn thắng trong trận đấu với Tottenham. Simon Hooper cũng từng hai lần từ chối phạt đền của Man United trong hiệp một trận đấu với Everton cách đây ít lâu, dù cho cầu thủ áo xanh đã để bóng chạm tay lộ liễu trong vòng cấm. Tuy không hề dễ dàng nhưng Brentford chắc hẳn là một đối thủ mà Man United có thể giải quyết được nếu chơi đúng phong độ. Vậy nên nhiệm vụ của các học trò huấn luyện viên ten Hag là sớm giải quyết Bầy Ong và chuẩn bị cho hai trận cầu tiếp theo. Và đối thủ kế tiếp mà Man United phải chạm trán lại là người bạn thân bất đắc dĩ Chelsea. Đây được hứa hẹn sẽ là một trận cầu cực kỳ thú vị. Chelsea đã không còn mục tiêu gì ở mùa giải Premier League năm nay do đang đứng ở vị trí thứ 11. Thế nhưng chuỗi 4 trận bất bại gần nhất của The Blues, trong đó có việc cầm hòa Man City tại giải đấu, cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chơi. Đặc biệt là khi gặp những đội bóng trong Big Six, Chelsea luôn thi đấu với bộ mặt tích cực hơn rất nhiều nếu so với chính họ thường ngày. Cole Palmer sẽ là cái tên mà hàng thủ Man United phải quan tâm nhiều nhất, bởi sao trẻ người Anh hiện đang chơi cực kỳ ấn tượng kể từ khi chuyển tới Chelsea từ Man City. Ở phía ngược lại, Kobbie Mainoo sẽ có thêm cơ hội thể hiện mình khi anh được chạm trán với bộ đôi trăm triệu bảng Enzo Caicedo bên phía đối diện. Có một thông tin bên lề cần quan tâm là tờ Telegraph mới đây đưa tin rằng Chelsea đã đặt ra mức giá vé được cho là đắt nhất Premier League bằng cách tính phí 5.000 bảng cho những cổ động viên muốn có vị trí chỗ ngồi ngay sau băng ghế huấn luyện của Mauricio Pochettino cho cuộc đối đầu với Manchester United vào ngày 5 tháng 4 tới. Dom Russell, phó chủ tịch của Chelsea Supporter Trust, mô tả tấm vé với giá 5.000 bảng là đáng báo động, trong khi các quan chức của những câu lạc bộ Premier League khác bày tỏ sự ngạc nhiên về giá cả tăng cao. Và cuối cùng, chỉ sau 2 ngày vừa trở về từ London thì Ten Hag và các học trò sẽ phải tiếp đón Liverpool tràn đầy khí thế cho cuộc đua vô địch Premier League. Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại tứ kết FA Cup, Man United đã tạo nên một trận cầu mãn nhãn và đầy cảm xúc khi vượt qua chính đối thủ này với tỷ số 4-3 ngay ở những phút cuối cùng. Nhưng tất cả đều biết rằng FA Cup và Premier League là hai giải đấu có tính chất hoàn toàn khác biệt.
Liverpool đang trong cuộc đua tam mã đến chức vô địch tại Premier League mùa này và họ chắc chắn không muốn sẩy chân thêm một lần nào nữa. Trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt. Thế nhưng trước đó còn có một trận chiến mà cả MU và The Kop cần kề vai sát cánh. Xúc phạm liên quan đến những bi kịch là một vấn đề đang diễn ra trong nhiều trận đấu, đặc biệt là những người hâm mộ của Liverpool và United trong những tuần gần đây. Họ thường đề cập đến Hillsborough, thảm họa Heysel và thảm họa hàng công Munich trong nỗ lực để chế nhạo của đội viên phía đối lập. Cảnh sát Greater Manchester trước đó đã bắt giữ một số nghi phạm sau khi có báo cáo về cáo buộc hô vang tên thảm kịch trong cuộc đụng độ tứ kết FA Cup giữa hai bên đối đầu tháng này. Theo The Atlantic, cả hai đội đã bắt tay để tạo nên chương trình giáo dục dành cho các học sinh và cổ động viên về sự nghiêm trọng của hành động này, tránh họ vi phạm trong tương lai. Trở lại với trận đấu, lữ đoàn đỏ hiện đang phải đối mặt với một danh sách dài những ca chấn thương. Thế nhưng theo Standard.uk, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota, Curtis Jones hay Ibrahima Konate đều có thể trở lại để chuẩn bị cho trận gặp Man United ngày 7 tháng 4. Vậy nên đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Man United giai đoạn này, thậm chí là từ giờ cho đến cuối mùa giải. Như đã thấy, đó sẽ là chuỗi những trận cầu cực kỳ khó khăn của Manchester United và có thể quyết định tới mùa giải này của họ. Thế nên không chỉ các cầu thủ mà giờ đây Erik ten Hag có lẽ cũng như đang ngồi trên đống lửa, bởi nếu làm không tốt, vị trí hiện tại của ông hoàn toàn có thể rơi vào tay người khác. Manchester United đang muốn nói chuyện với huấn luyện viên trưởng Gary O'Neill của Wolverhampton Wanderers về việc trở thành một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí chiến lược gia tại Old Trafford, theo các nguồn tin nói với ESPN. Với việc tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe hiện đang phụ trách các hoạt động bóng đá tại United sau khi hoàn thành việc mua 27% cổ phần câu lạc bộ này vào tháng 2, các nguồn tin đã nói rằng ban lãnh đạo mới, dẫn đầu bởi giám đốc thể thao của Ineos Sir Dave Breifuss, đang cố gắng xây dựng một cấu trúc huấn luyện mới do một huấn luyện viên trưởng lãnh đạo. Và trong khi chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về tương lai của Erik ten Hag với tư cách là huấn luyện viên, các nguồn tin nói rằng United đã đánh giá huấn luyện viên người Anh Gareth Southgate, huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton và Thomas Frank của Brentford và hiện có thêm Gary O'Neill là những người kế nhiệm tiềm năng. Nếu ten Hag không thể giúp Man United vượt qua giai đoạn này và khiến thành tích của câu lạc bộ trượt dài ở mùa giải này, thì nhiều khả năng mùa sau chúng ta sẽ không còn được thấy mái đầu bóng loáng quen thuộc của thầy 10 đến với sân Old Trafford. Còn bây giờ thì tất cả hãy cùng chờ xem liệu ten Hag có thể lèo lái con thuyền Man United vượt qua sóng gió giữ phía trước được hay không.